Đó là những ngày bọn mình có chuyến đi phượt chính hiệu mà người ta gọi là road trip. Du ngoạn từ thành phố Toronto đến thành phố Quebec, rồi phóng về thành phố biển Prince Edward Island. Chúng mình đã trải qua hơn 35 tiếng lái xe, được tận mắt trải nghiệm nhiều thứ thiên nhiên tươi đẹp và kỷ niệm bên nhau khó quên. Mới tờ mờ 5 giờ sáng thì tụi mình đã ý ới nhau đến điểm tụ tập chính, gom đồ cá nhân và đồ ăn vặt lên hết một xe rồi xuất phát về hướng Quebec. Drop your worries, pick up on this fine stream of love we're riding on. Don't believe those silly rumors, life is a chore. Telling you just 5, 4, 3, 2, count it down with me. We'll blast off and next you'll see what's behind us shrink and disappear out of view. That's too jumbled for me, bro. Come on and breathe, breeze down this highway. Speed up this ride now. No trials too strong to drag us down with. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ nữa thì tụi mình đã đặt chân đến Quebec rồi đây. Trước hết thì sẽ check-in nơi mà mình ở, nghỉ ngơi và chuẩn bị xuống phố đi dạo thôi. But that's fine. See, see, yeah. Oh, it's bookshelf, right? Not for clubs. Okay. Yeah. Oh, Quebec, dù ở thời điểm nào thì đối với mình, nơi đây cũng thật dễ chịu và rực rỡ. Everyone is hungry. Đây là cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh mở quanh năm. Bởi vậy, dù là mình đang đi chơi vào tháng 9, mà cứ bước chân vào là thấy Christmas đã đến sát nút rồi. And now we have an alien species. Welcome! Welcome! So, be careful on the street, guys, because... To feel the strength, I did what I had to do. Sounds exactly like the album. Without exception. Về khuya dần, Old Quebec đã lãng mạn, lại càng trở nên tình tứ hết cỡ. Chú hát hay quá, nên mình cố gắng giữ lại đoạn nhạc của chú hơi dài. Mọi người cùng thưởng thức và thư giãn nhé. More,
time. I show you when I feed on more than I presume. I know it all, but there was doubt. I hate it all. Ngày mới bắt đầu và chuẩn bị cho một hành trình mới. Đây là bữa ăn sáng mà tụi mình tự mang theo một ít sandwich và ức gà muối cho bữa ăn sáng đây. Thoát khỏi tỉnh bang Quebec, tụi mình sẽ men theo con đường thuộc tỉnh bang New Brunswick mới đến được Prince Edward Island. Quang cảnh thật là hùng vĩ, mình chỉ tiếc là ngồi trên xe và không có flycam để có thể quay lại diễn tả được hết cho các bạn độ hoành tráng của con đường. Đó là điểm thu hút nhất của những ai lựa chọn đi road trip. Baby boy. Is it good? So cute. Need to take a picture. Đây là cửa khẩu tại Prince Edward Island. Mỗi người phải trình giấy tờ tùy thân và xác nhận là đã chích đủ 2 mũi vaccine đã được phê duyệt bởi cơ quan địa phương trước. You want to put yours on? Yeah, so I don't know what happened. Oh, okay. Hello. Where are you guys coming from? Toronto. Okay. They will take time with us. Everyone has their thing ready? Yep. Yippee yay. Shut up. Trời thì đang mưa to, từng xe phải đợi đến lượt kiểm tra. Và ngoài ra thì họ còn yêu cầu 2 người trong nhóm tụi mình phải đi kiểm tra Covid nữa. Thật là có phiền một chút, nhưng mà an toàn phải không mọi người? Khi mà hoàn tất xong thủ tục thì trời cũng tối đen như mực. Tụi mình đang trên đường về đến nơi mà tụi mình thuê ở. Góc nhìn từ trước cửa homestay, nơi mình ở phóng thẳng về phía trước là bãi cỏ xanh biếc và biển bao la trước mặt. Dễ chịu lắm luôn, không đi đâu cũng được, ngồi miết ở đây cũng được nữa. Dù ghé thăm nơi đây vào những ngày mưa, nhưng Prince Edward Island trong tâm trí mình rất đổi bình yên, thư thái và tươi đẹp như hoa hướng dương vàng rực kia vậy. Thank you.
Khi mà tụi mình lên kế hoạch cho chuyến đi thì dự báo thời tiết chưa cho biết thời tiết xấu như vậy. Nhưng không may mắn là những ngày này, Prince Edward Island bị ảnh hưởng bão từ phía nước Mỹ nên biển sóng lớn. Vì vậy mà tụi mình phải bỏ qua kế hoạch đi xem cá voi và câu cá trên biển, chỉ loanh quanh tham quan đó đây và bên nhau vui vẻ là chính. Nếu có dịp được ghé thăm Prince Edward Island thì các bạn đừng bỏ qua tiết mục ăn hải sản nha. Nhất là món tôm hùm, tươi ngon hết sảy luôn. Vì không muốn bỏ qua địa điểm vui chơi nổi tiếng nàng ở đây nên tụi mình cũng dắt nhau vào ngôi nhà ma. Lâu lâu vào la hét cũng vui lắm mọi người. Seen all thing here? Not yet. What? Ooh, I'm scared. Wait for me. Bill? Did he say Bill? No. Bill! Nhiều ngày đi chơi mệt rồi thì hôm đó tụi mình muốn có một bữa ăn tối đơn giản bên nhau tại homestay. Vì vậy mà tụi mình đã ghé chợ hải sản ngay cảng biển luôn để mua về hải sản tươi sống các loại và chế biến một bữa ăn tối giản dị. What about the bread? Waiting for the butter. Oh. This is the one that boiled the egg. Just look at the it's egg. Recorded. I didn't boil the egg. I cracked the egg. The one that cracked that peeled the egg. This is the muscle chef. This is the one that's responsible for everything else. That guy is an anti-social that's making ramen. Okay, let's eat. Don't wait for me. Yeah, put a sauce. Chef. What the f***? What word I chose? What? That was so funny. Gratitude. Oh. You can't make noise. Yeah, you can't make noise. Come on, man. Oh my God. You know how he's showing? I think he's doing it. You know what your mother left? Tụi mình quay về hướng thành phố Ottawa, thủ đô của Canada và sẽ ở lại buổi tối ở đó. Đến sáng hôm sau thì sẽ đi về Toronto. Thời tiết không quá tốt và đôi lúc là ham chơi nên video của mình hơi ngắn, nhưng mà những kỷ niệm và cảm giác hớn hở luôn còn đây. Quả thật người lớn nói không sai mà. Không quan trọng là đi đâu, chỉ cần đi với người mình quý mến là đã thấy vui lắm rồi.
Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn vui nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.